Tiếp tục cập nhật chuyển tải thông tin đến quý vị, phóng viên thời sự vừa khảo sát giá cả một số mặt hàng nông sản. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá heo hơi cuối tuần này đang chững lại ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện tại giá heo hơi miền Bắc vẫn thấp nhất, khi một loạt các tỉnh thành trong khu vực tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 67.000 đồng một ký. Tại miền Trung và Tây Nguyên, mức giá thấp nhất là 74.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Nam, giá heo hơi hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 75.000 đồng một ký. Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh ở hai sàn London và New York. Theo đà tăng của thế giới, tại thị trường trong nước tiếp tục tăng từ 200 đến 300 đồng, đưa giá cà phê trong nước vượt ngưỡng 33 triệu đồng một tấn. Theo giới thương nhân, giá cà phê Robusta có khả năng hồi phục mạnh hơn Arabica do nhu cầu cao của ngành công nghiệp cà phê hòa tan trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Trong khi giá tiêu thế giới vẫn đang xen tăng giảm, thì tại thị trường trong nước, giá tiêu tiếp tục tăng ở nhiều vùng trọng điểm, thêm 500 đến 1.000 đồng mỗi ký so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông ở mức 53.000 đồng một ký, tại Gia Lai và Đồng Nai là 52.000 đồng một ký, cao nhất là tại Bà Rịa Vũng Tàu 55.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu đang ở mức 53.500 đồng một ký.